gì mà sáng ra rủ rượi vậy? Ủa đêm qua mất sức lắm hả? Làm cái gì hả con bè kiếm đời kìa? Sao vậy? Đêm qua có gì vui không? Thì còn làm gì nữa? Chụp lại khoảnh khắc chân dung của một cô gái sau một đêm tân hôn. Lộn rồi Diễm. Đợi khi nào hả mà tao tân hôn được đi rồi hẳn chụp. Chưa được tân hôn luôn. Trời trời, chuyện gì vậy? Nè, đừng nói tôi là lại bị ba mẹ chồng phá nha. Nè, sao biết hay quá vậy? Chưa kịp kể luôn á. Thì tôi đây là chuyên viết một tư vấn tâm lý mà. Tôi nhìn bà cái á, tôi bắt bệnh bà liệt. Biết sao không? Mấy bà mẹ chồng á, thường hay sợ con trai của mình sẽ thương vợ hơn là thương mấy bà. Cho nên là mấy bà mới vậy đó. Nên thôi, tôi nghĩ là bà cũng mới về làm dâu, thôi ráng nhìn mấy bà đi. Ôi, đành chịu vậy. Thôi, đừng buồn nữa. Vô lên đi, tôi có mang quà đám cưới cho bà nè. Trời ơi, hôm nay là ngày mấy rồi mà quà đám cưới? Thì tại vì cái ông shipper đó, tự nhiên cái ông giao trễ hôm nay mới có. Trời, những da đồ nữa. Mình làm vợ rồi là phải đẹp lên. Có lý. Treo dưỡng da đa năng, giúp làm mờ vết chân chim, xóa tan đồi mồi, tăng độ đàn hồi dành cho phụ. Ê, cái con bèo kia, cái này dành cho phụ nữ tuổi trung niên mà. Trời ơi, cái chỗ này vừa ship dễ mà còn vừa ship lộn nữa. Ê, không ấy, giờ cũng lỡ rồi. Mày đem tặng mấy bà mẹ chồng đi, thử lấy lòng bả. Cô còn muốn bày trò gì nữa đây? Cô là dâu, cô phải biết trong nhà này mấy bà mẹ chồng. Ba bà mẹ chồng mua có một hũ kia mà. Thì mấy bà kia thì sao? Thôi, tao giả mày đó. Mày dẹp hết giùm tao. Đem về. Nghĩ tới thôi hoặc là tao đã thấy nổi da gà rồi. Đem cái này về hả, tặng cho ba bà mẹ chồng. Chắc ba mẹ của tao hả, xé tao làm ba luôn á. Cậu cậu sửa khóa, cậu sửa khóa, trời ơi. Đi từ, mấy bà già không à, cậu ơi, từ từ. Trời ơi, tôi đi lẹ, tôi té bây giờ. Thiệt tình luôn á. Cậu, đứng lại. Dạ, giờ là xong rồi, con về nha. Trời ơi, xong cái gì xong? Bây giờ, cái cửa nó vẫn hư mà xong cái gì mà xong? Con nói rồi, nó chỉ hư cái chốt thôi à, con thay cái chốt là xong rồi chứ thay hết cái cửa chi. Mà cái cậu này cũng ngộ nữa. Cậu đi sửa cho người ta thì bây giờ tới chủ nhà kêu làm gì cậu làm cái đó đi, sao cậu cứ ý kiến hoài vậy? Nhưng mà con là thợ sửa khóa chứ không phải thợ mộc mà thay hết cánh cửa được. Mà tôi nói cậu nghe, tôi là phụ nữ không biết gì về thợ mộc, thợ khóa vậy. Mà tôi gỡ cái mộc. Đi rồi, lên đây tôi chỉ cậu gỡ. Lên làm. Khoan, cho con nghe điện thoại. Ừ. Ờ, anh nghe nè. Anh ơi, em sắp đẻ rồi. Đẻ hả? Ờ, anh về lên. Gì vậy? Thì, mấy cô thông cảm đi, vợ con xanh rồi, giờ con phải về, con đưa vợ anh đi bệnh viện. Bây giờ dễ lắm, cậu lên còn gỡ cái cửa sao cậu đi về cho đứa vợ đi đẻ. Rồi đâu mà xanh đẻ liền vậy. Nè, tôi thấy nãy giờ hai bà quá đáng lắm rồi đó. Vợ con người ta là quan trọng, với lại hai bà làm trò trẻ con quá. Ủa, tụi trẻ đó, nó có tội lỗi gì đâu mà hai bà có phá nó hoài vậy? Bà hay quá à. Bà nói bà không biết suy nghĩ gì hết trơn á. Bà nghĩ lại đi, hồi trước đến giờ đó, thằng Tùng á, lúc nào nó cũng quan tâm đến ba đứa mình là trước tiên, phải không? Còn bây giờ từ khi có con Thảo tới giờ đó, bà coi, ba đứa mình bị ra rìa rồi. Hồi nào tới giờ á, lúc nào nó hỏi, mẹ Mai ơi, vũ trụ nó có gì lạ, trên trời nó có gì lạ. Bây giờ bà thấy nó có quan tâm bà không? Bà thấy có vấn đề chưa? Alo, hả? Tôi tự bắt xe lên bệnh viện, có chuyện gì á, anh đừng có nhìn mặt con. Anh về liền, cho anh. Trời ơi. Còn bắt xe nữa em ơi, chưa có đẻ đâu. Đi xe chưa chắc là đã đi một lèo đâu nữa, bị kẹt xe nữa. Đi lên đấy sửa con. Ôi, con nói buông ra thì con về không? Con hoặc là gia đình con có vấn đề gì là mấy cô chịu trách nhiệm hết á. Cậu mà đi về còn không sửa thì tôi cũng bóc phốt cái mạng mà cậu dịch vụ đó. Tới người ta kêu cậu làm mà không làm. Còn cho cô bóc phốt luôn, không có ai tới dám sửa cái nhà này nữa đâu. Đi về đi, vợ con là quan trọng, hai bà. Để cho người ta về đi, hai bà quá đáng à. Cái gì đâu làm bác chồng trẻ con. Chán ghê á. Anh không biết là tới khi nào mấy mẹ mới hết như vậy nữa. Ây da.
Tính ra tay nghề massage của chồng cũng số 1 quá ha. Thì một phần cũng nhờ á, là bình thường anh phải massage cho mấy mẹ nè. Nếu như mà anh không massage là mấy mẹ không có ngủ được. Thôi mày cứ chiều lòng các bà mẹ đi cho yên nhà yên cửa. Chồng 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 nằm xuống đây, nằm xuống đây, nằm xuống đây, nằm xuống đây. Sao vậy? Xuống đi, nằm xuống đi. Làm gì? Xuống, nằm xuống đi. Đổi tài hả? Giờ em bắp xa thử cho chồng nha. Chồng coi tay nghề của em sao, góp ý cho em nha. Ok. Rồi, em làm vậy có đúng không chồng? Đúng rồi đó. Ê, giờ ơi, không mấy giờ cho anh thử tay nghề khác được không? Ok. Đi. Em đi qua chút mấy mẹ muốn coi em về liền. Vậy? Giờ chồng nó sắp sửa ngủ rồi kìa. Ê, mình qua phòng nó kêu nó massage. Ừ, đi. Hai, hai mẹ có muốn thử tay nghề massage của con dâu không? Muốn. Vô vô. Vô đây, vô đây. Bây giờ mẹ nào muốn con massage trước giơ tay lên nè. Mẹ. Tôi chứ, sáng giờ tôi làm trong bệnh viện rồi tôi đứng tôi chăm sóc bệnh nhân, tôi đau vai cổ gáy muốn chết. Mẹ phải làm trước chứ con. Tôi phải làm trước, biết sao không? Tôi bưng bê nước cho khách, trời ơi chân cẳng mỏi rã rời đi nè. Mẹ làm trước. Thôi, không sao hết. Bây giờ theo con để cho công bằng á thì con sẽ massage cho mẹ Cúc, còn mẹ Cúc sẽ massage cho mẹ Trúc. Thì như vậy hai mẹ sẽ được massage cùng một lúc, không phải phân biệt. Ok không? Ok không? Vậy cũng được, vậy cũng được. Rồi qua đây, qua đây. Rồi rồi. Kệ nó, miễn đi ra massage tới sáng là được. Được, mẹ, mẹ thấy tay nghề massage của con dâu mẹ sao nè? Con ơi, con làm nhẹ quá, con phải làm gì nè. Đắp mạnh lên nè. Con massage mà muốn ám sát tôi vậy bà. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Ừ, mạnh lên, mạnh lên. Ủa, cái nhà đang làm gì vậy? Massage tập thể không con? Massage tập thể vui lắm con. Con nhỏ nó sẽ hao quá ha. Mới có mấy bữa mà anh Tùng tàn tạo quá à. Hàng cao cấp hàng loại 1 mà nó xài vậy, không có biết thương qua tiết ngọc gì hết trơn. Nè, chuyện nhờ chú mày làm, chú mày chuẩn bị xong chưa? Anh hai cứ yên tâm, em chuẩn bị xong hết rồi. Này hửi thử miếng nè. Đây là bình rượu mơ size siêu cấp của em. Trời ơi, uống vô một cái thôi là size cắm đầu đó. Có cái rượu này nha, mình mời mấy chị xui uống, xong rồi tối nay bà size bí tỉ hai đứa cháu mình tha hồ bùm chéo, bùm chéo. Bậy bạ, mày thiệt tình. Ba với chú ba nói cái gì mà con nghe bùm chéo khả nghi quá vậy? Con để ý làm chi, chuyện của chú ba con. Không, nó tào lao. Mình phải mồi chài cho cháu mình nó hiểu chứ. Đây, chú giới thiệu với con. Đây là bình thuốc nổ. Có cái bình thuốc nổ này rồi, tối nay hai đứa con tha hồ bùm chéo. Thôi, mày bớt chút xíu đi, trời ơi. Con, mời mấy
chị xui xuống để mà ăn đám cưới hiệp hai với lại chú với ba con chứ. Con chào ba, chào chú. Con. Dạ, các mẹ của con đi hết rồi, chắc tính tối mới về lận á. Ủa, mà anh Khoa đâu? Ba với chú không dắt nó qua thăm con luôn. Đâu, cái thằng đó sáng mơ có nói nó là nó đi dự hội thảo gì đó. Ba nói nó cẩn thận, coi chừng nó bị lừa đa cấp điều nhiều lắm á. Bây giờ mình chờ mấy chị xui về mình xử cái này anh hả? Rượu này á, nó thiệt đem qua đây chị xui mà uống chừng một ly rồi mỗi chị lật gọng hết giờ. Thì bởi vậy chú, nãy trên lầu con nghe cái mùi thơm là từ cái này đúng không chú? Quý con lắm á, thiệt con khen rượu của chú thì không lẽ nào chú mời con thưởng thức thử một ly cho biết cái này là cái gì. Trời, rượu siêu cấp của chú ha con. Dạ cho con xin phép thử một miếng. Thử một miếng đi nè con. Dạ con xin phép. Quý con lắm á, lễ quý lắm á. Ê anh, không lẽ giờ nó uống một mình buồn hay là hai đứa mình cùng ly với nó cho vui? Hai đứa nào? Em với anh á. Hai anh em mình, hai đứa mình. Trời, dạ tại vui quá rồi. Mày hổn quá. Đây rồi, rót. Cho anh thử miếng nha. Nâng lên cái vô nè. Ai ơi, dạ. Trời, công nhận cái rượu mơ mấy chục năm của chú xịn thiệt hả ba ha? Ấm lòng liền á. Nhưng mà thấy đơn điệu. Đúng rồi anh. Con. Dạ. Gái rượu của ba. Dạ. Xuống bếp coi làm dĩa mồi lên đây con. Dạ. Rồi, được con đi làm mồi cho ba với chú. Lên coi, hết chứ? Hết luôn hả chú? À, uống hết chứ chú? Dạ, từ từ mày. Đó, biết nghe lời. Quý thằng cháu rể này quá, phải có phần thưởng cho nó liền. Anh hai mày chọn mà. Thì bởi vậy bây giờ nè. Gì vậy? Bây giờ là quý nó quá, nên phải có phần thưởng cho nó. Giờ ngày hôm nay chú sẽ thưởng cho con một bài hát, chú sẽ làm ca sĩ và chú sẽ trình diễn cho con coi luôn. Trời ơi, làng hơi của mày chỉ để thổi lửa với đuổi gà thôi, mày hát ai nghe. Đây là bây giờ lúc mà em để em chứng tỏ nè, đây thể hiện nè. Mày hát bài gì? Bài hát của em là một bài hát rất thuộc lòng những lời nhưng mà quên cái tựa rồi. Em hát ra là anh biết bài đó bài gì liền. Hát coi. Chú biểu diễn luôn nha con. Dạ. Khi con tim chú còn đập. Ôi trời ơi, tưởng bài gì. Bài này đi tắm mày cũng hát nữa. Cái đó là những cái lúc mà mình tập vợt. Mình phải tập vợt, phải kỹ lưỡng mình mới biểu diễn được chứ anh hai. Lúc mà mình tắm là mình lõa lồ, mình không mặc đồ. Bây giờ mình có trang phục vô mình đầy đủ rồi. Rồi hát tiếp đi. Mình biểu diễn liền chứ. Tiếp đi. Hồi nãy tới khúc nào? Thì hát tới khi con tim lõa lồ. Cái gì? Con tim còn đập chứ lõa lồ là lúc đi tắm ông ơi. Khổ quá, tỉnh táo rồi biểu diễn nè. Đây con, xin lỗi con ngồi xuống đây coi. Coi chú biểu diễn nè con, ngày hôm nay chú sẽ làm ca sĩ biểu diễn cả nhà coi. Khi con tim gì đó. Khi con tim ta còn đập. À. Chú muốn nói chú yêu con. Chú. Khi đôi môi chú còn đỏ mọng. Chú muốn nói chú hôn con. Thích thương quá. Cho em hùng nó một cái thiệt. Tới đây khoái. Thôi đừng có làm tầm bậy. Trời ơi. Ôi cái gì vậy anh hai? Mày làm gì vậy Thắng? Mày chà cái bàn chải mày vô mặt tao nhột. Anh đừng có ghen tị với cháu rể mình như vậy. Em hung nó một cái rồi em hung anh cũng được. Làm cái gì phải ghen tị như vậy. Đó con thấy ba con không? Trời hung tự nhiên. Còn bây giờ phải lấy cồn sát trùng liền mới được. Thôi mày vô ly đi ha. Vô vô ly để mà xúc miệng đi. Anh thiệt luôn á, tự nhiên rồi. Vô đi cháu. Vô. Đây chú có rồi con. 1, 2, 3. Vô. Đây. Vậy nữa. Rồi chứ. Vậy nữa. Vô. Làm.
Vậy vô. Cái giờ này mà cái ly mày chưa uống xong nữa hả? Vậy uống rồi, nãy giờ ly này đi không biết xíu mấy chục rồi đó. Vô anh ơi, vô. Trời ơi. Thôi đi về. Đi về. Vậy anh ba, chú ba, hai người tỉnh táo lại giùm con đi. Hình đây anh bắt xe đưa chú với ba về. Không cần thiết, con ở nhà đi, tự chú về cũng được. Chú tự chú về được. Đừng có nói chú thiệt, chú sẽ tự động chú về. Không có nói chịu về được. Được không chú? Sao không được? Chú coi chừng chú ơi. Coi chừng gì? Chú ổn chú không về được không? Chú tự chú về được, mày yên tâm đi. Chỉ đôi môi dương còn đỏ mà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, coi chừng đó chú. Chú về được rồi. Đi, chú còn định tao. Đi, ê, giữ cái cạnh bàn con. Tao hả con? Dạ. Mày bỏ cái cạnh bàn mà. Giữ vô tao. Tao ra. Ba, để con gì ba ra nha ba. Ừ, gái. Con đi mới có mấy bữa mà ba nhớ con quá. Dạ, con cũng nhớ ba lắm á, mà ba ôi, hay là ba để bữa khác ba nhớ con. Giờ ba về, hai vợ chồng con ngủ sớm à. Đi dạ. Ừ, đi ba. Để anh đỡ ba cha. Đỡ ba, ba cẩn thận ba, có gì dướng dướng ba. Nó biết mà mày. Ngay! Ngay đâu rồi? Ngay, tao nè. Trời ơi, xỉn đi đâu, chậm chậm. Anh, đi sớm nha, sớm đi nha. Alo, dạ con nghe nè mẹ. Hồi nãy mẹ đang tính về, tự nhiên cái bà Năm bà năn nỉ dữ quá, nên thôi ở lại luôn. Hai đứa cứ ngủ sớm đi, khỏi chờ cửa hai mẹ nha. Tối nay mẹ không về hả? Dạ con biết rồi, con nhớ mẹ lắm á. Dạ có gì mẹ tranh thủ sáng mai mẹ về sớm tụi con nha. Dạ con chào mẹ. Từ từ ba. Chú sao rồi chú đi được không? Để con chú tự đi được. Để con cõng chú vô được không? Để chú tự đi. Rồi vậy chú tự đi nha. Để đi con cõng đi, con cõng. Ê, chú tự đi được. Chú tự đi được. Dạ. Đó thấy chưa? Thấy tôi đi không? Dạ thấy con thấy rồi. Thấy tôi đi chưa? Dạ. Cháu buồn tên. Dạ. Em tự đi được. Tự đi được đâu anh chị? Anh nghe nè vợ. Chồng, chồng có biết đó là hôm nay mấy mẹ không có ở nhà không? Về lẹ lẹ đi. Mèo 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 mèo. Để anh về liền, để anh về liền. Nhậu tới luôn. Ơi trời đất ơi. Ơi chơi nữa. Chuyện nữa. Mày không cho ai ngủ hết vậy hả? Cái thằng Thắng kia trời ơi. Ba con là Tùng, con là Tùng. Chơi uống rượu phải sai phải xịn. Nhưng mà giờ ba với là chú xịn quá rồi, giờ sao mình uống được? Trời ơi, chú lên lầu lấy bia. Nói mày tao xịn, nào nữa tao xịn nè. Tao mà xịn cái gì? Rồi cái gói này được nè. Ba. Lấy bia cho. Lấy lầu lấy bia. Chú tự đi được. Chồng ơi, chồng làm cái gì vậy? Chồng làm em hồi hộp quá à. Hồi hộp không? Hồi hộp muốn chết à. Bây giờ chồng đến thứ ba nha. 1 2 3. Làm cái gì vậy? Thì cái gì á?
Nè, tại vì anh muốn bù đắp cho em thôi. Mệt quá à, mất cỡ muốn chết à. Bù đắp gì không biết nữa à. Nhưng mà chồng dẫn em tới đây, rồi còn bày đặt hoa hồng đồ, rồi lỡ mấy mẹ biết rồi. Yên tâm đi, anh nói mày mai rồi. Hai mẹ kia không có biết được đâu. Chị không. Sướng. Vậy muốn sao? Chị hỏi người ta muốn làm sao? Chị biết người ta muốn cái gì rồi, còn hỏi nữa. Mày có làm phiền tụi con không? Dạ. Đây là quà của dì Năm với dì Bảy. Tụi con khui ra đi. Nè, khui ra coi mẹ coi mấy bà gửi cho con cái gì vậy? Mẹ lên. Mẹ xin lỗi, mẹ bó tay với hai bà này rồi. Dạ, cảm ơn mẹ. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.